đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Cận cảnh phần thi trang phục thể thao của Hoa hậu Thiên Ân tại Miss Grand International 2022. Ngày 9 tháng 10, phần thi trình diễn trang phục thể thao thuộc khuôn khổ của Miss Grand International 2022. 72 mỹ nhân sẽ được diện trên cơ thể bộ cánh màu xanh bó sát để catwalk. Sàn catwalk được thiết kế cây nhà lá vườn vô cùng độc lạ. Dù không mang tính chất quá thể thao, nhưng Miss Grand International lại nhận về nhiều lời khen cho sự sáng tạo đẳng cấp của mình. Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam giữ vai trò kết show với tinh thần tươi tắn như một chiến binh. Dù chỉ mới tập luyện catwalk khoảng 3 ngày trước khi lên đường chinh chiến, nhưng bản lĩnh sân khấu của người đẹp Long An lại khiến người hâm mộ phải trầm trồ. Cô không xuất thân từ vai trò người mẫu, nhưng từng bước đi của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam rất vững, tạo dáng chắc nịch, hút mắt. Tuy nhiên, điểm mà Thiên Ân cần khắc phục nhiều chính là phần nụ cười. Có thể người đẹp vẫn chưa có quen với kiểu cười đúng chuẩn Hoa hậu, nên khi đứng trước ống kính, Thiên Ân vẫn bị có chút gượng gạo về khẩu hình môi. Hình thể của mỹ nhân sinh năm 2000 đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi cô nàng đặt chân đến Indonesia. Có thể do lịch trình quá dày đặc khiến Thiên Ân bị tụt đến 3-4kg trong vòng 1 tuần. Nhưng đây cũng là tín hiệu đáng mừng dành cho đại diện Việt Nam trước thêm trình diễn áo tắm và đêm chung kết cận kề. Vì Miss Grand International đòi hỏi một hoa hậu phải có hình thể bốc lửa và kỹ năng trình diễn đỉnh của chớp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.